được công ty BBT thử thách hơn 1 năm tại cương vị sale. Những thăng trầm trong công việc, những phàn nàn từ khách hàng kèm với những lời nhắc nhở của vị sếp khó tính Hương Trần. Hoàng Nguyễn giờ đây khác xa với hình ảnh Hoàng Nguyễn lần đầu tiên gặp Duy Nguyễn. Anh à. Cái gì vậy? Kể em gái đơn hàng mình giúp không? Con này làm giật mình luôn trời. Anh nói em biết trước nha, anh mà chết là thấy này danh số anh không có cần của em đâu á. Em thương anh nhất công ty, sao anh dở làm em chết mà. Đúng không? Thiệt không? Thôi thiệt không? Thôi thiệt thì thôi nè, xếp cho anh ba đơn này đi, đi cho khách trước nè. Sao mà sếp phi lớn thế nào cũng biết nữa. Sụp và event liên tục như vậy, anh em mình sống bằng niềm tin nè. Trong sàn VIP như thế này á, mà có 555k 2 hũ, khách nào khách nấy á, mua 12 đến 24 hũ không? Bộ sếp định đánh trận này cho giang hồ biết hai chữ Duy Nguyễn khó viết thế nào hả? Nói nghe nè, em còn nhỏ thì làm sao mà em có thể được hiểu được những gì mà sếp mình suy nghĩ. Thì cái trước mắt bây giờ anh em mình chỉ cần là cố gắng làm sao tốt nhất công việc của mình thôi, thực hiện đúng những gì mà cấp trên chỉ thị là được rồi em. Thầy à, chưa gì mà nghe nói giống giọng sếp rồi nha. Anh Hòa nè. Ừ? Em thấy anh Hòa làm ngày làm đêm luôn, thời gian ăn ngủ còn không có nữa. Em rủ anh đi coi phim hoài mà anh không đi, kết quả ghét nhìn anh uống nu rồi kìa. Sếp thấy như vậy là không có vui đâu. Sếp nói làm ở trong đây mà không tập gym là tự chặn đường thăng tiến của bản thân mình đó, chứ lại không có độ chết nữa. Chết quốc hả? Just. Thì nói chung á thì em cũng hiểu rồi đó. Thì anh xuất thân á từ một đứa không biết gì, anh chỉ biết tư vấn và sập thôi. Anh không có nghiệp vụ về sale, anh không biết báo cáo, không biết report, không biết xử lý tình huống. Thì cái sale này thật sự nó là một cái vị trí rất là mới đối với anh, nó là một cái thử thách với anh. Người ta tốt nghiệp đại học, người ta còn phải học, học và học. Còn anh á, thì anh chỉ mới là cái thằng tốt nghiệp phổ thông thôi. Anh càng phải học nhiều hơn nữa. Thì anh cũng hiểu được á, hiện tại cái body của anh, sức khỏe của anh á, nó không có ổn, thật sự là vậy. Đó cũng là cái điều cũng làm cho anh chăn trở rất là nhiều. Anh cũng rất là buồn. Nhưng mà anh tự hứa với mình rồi, khi mà qua gym center mới á, anh sẽ tái sức lại, anh sẽ cố gắng lấy lại vóc dáng của mình. Em biết rồi, anh với anh Duy Phan yêu nhau phải không? Anh thấy anh Duy Phan á, giỡn như ôm mực. Còn anh thì vậy á. Con này, hết cái giỡn rồi hả? Anh trong vlog nhiều của anh Duy á, anh thấm hai con này lắm rồi. Làm trai cho đáng nên trai, làm trai đừng để chân dài nó khinh. Nhưng mà anh thấy á, em chân ngắn mà khinh là anh không có vui rồi. Giỡn gì? Hai đứa định của em, có thời gian ngồi giỡn hả? Con lo làm việc đi, muốn ăn bên bàn thay cơm hả? Dạ, chào anh chị em đi. Alo anh An ơi. Dạ. Rồi, dạ con xin lại. Tay giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên muôn ngả tình say. Gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay. Như tuôn chạy trong bầu trời danh vọng, theo đỉnh ly gym dành cho cuộc sống. Anh thả đam mê vào chốn phòng gym,
bằng cả tình yêu, khói óc và con tim. Có mù có rũ, có tri thức chiều sâu, có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay dìm không chỉ để làm thơ. Đi xây dựng đời dìm mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy đầy oai phong, ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng, mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài, sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Mọi người xuống quấn lan tay Mino nha. Mọi người nghỉ ngơi chút xíu rồi lên dọn hốc tiếp theo ở trên kia ha. Đây có thể là những kỷ niệm cuối cùng của chúng ta ở bên này. Hốc. Có mù có rũ, có tri thức chiều sâu, có mong ước chưa thành nào phải mộng mơ. Đôi tay dìm không chỉ để làm thơ, mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công. Nhất định gì lãng mạn em muốn không, trong phòng riêng dẫu có đúng sai, nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền uy đầy oai phong, ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng, mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài, sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em sướng danh mỹ nữ, ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Mọi người ơi, anh Duy đặt bàn ở bên chỗ dây 3 rồi, bây giờ mọi người qua bên đó ăn uống ha. Phải không? Phải chứ. Để tới như vậy. Nói đến Minh Lâm, được biết đến là một ông chủ câu lạc bộ thể hình nhỏ với đặc tính lùn, mê gái, từng gã gẫm thèm thuồng các cô gái từ gym cho đến các phòng pizza. Nhưng không hiểu hôm nay tại sao hắn lại buồn rầu, vò đầu bứt tai thế nhỉ? Chưa ngủ. Anh có chuyện gì mà anh thức khuya tới hút thuốc nhiều vậy? Em lo cho sức khỏe của anh lắm. Không có gì đâu em. Em đi vô ngủ trước đi. Đi vô. Okay.
không yên tâm ngủ. Anh có chuyện gì phải nói cho em biết chứ. Vợ chồng phải chia sẻ những lúc khó khăn mà anh. Câu lạc bộ của mình á em, sắp bị lấy lại mặt bằng rồi. Nghe nói cái công ty nào đó người ta thuê lại, người ta mở mấy cái cửa hàng. Bây giờ ông chủ ông thấy là ông quên nghĩa, giờ ông kêu mình chuẩn bị dọn. Nhưng ông biết sao em ơi. Vậy ông có bồi thường cho mình gì không anh? Thì có. Thì giống như hợp đồng thì kỳ đó mình có làm đó, thì thỏa thuận 100 triệu thì ông sẽ bồi thường cho mình. Nhưng mà em thử nghĩ cái 100 triệu đó mình đâu có đủ chi phí để mình trang trải gì đâu. Đúng không? Nào là tiền chuyển di dời nó đi, rồi phải trang trí lại, rồi một số lượng khách hàng cũ của mình sao. Giờ anh gói lắm, anh không biết làm sao luôn á. Sao ngủ được em? Hay là để em về quê, em mượn mẹ số tiền để mình trang trải coi sao. Mượn mẹ tiền? Bây giờ có tiền thì giờ phải làm sao? Cái anh đang nản ở đây là cái làm ăn nó khó khăn quá. Trong khi phòng tập của người ta bây giờ nó đẹp nè, rồi nó mới nữa, đúng không? Sao mình chơi lại người ta? Có tiền cũng không khó giải quyết lắm em. À, em nghĩ có một người có thể giúp được anh đó. Ai em? Duy Nguyễn. Cái gì? Thánh lốc Facebook Duy Nguyễn đó hả? Anh có follow lâu rồi, nhưng thằng đó sốc lắm. Anh mới coi trên cái trang nó đăng lên là đâu mà nguyên một cái danh sách lóc hơn 4.000 đứa rồi đó. Anh à, anh thánh lóc hay là thánh súp gì cũng không quan trọng. Chủ yếu là Duy Nguyễn có thể bảo kê cho anh. Và bây giờ là thời của Duy Nguyễn. Em nói có vẻ có lý. Nếu anh tham gia được BBT Network của Duy Nguyễn thì coi như là anh thừa hưởng được một thị trường BBT rộng lớn. Và một tiếng nói của anh Duy Nguyễn coi như là sẽ cứu được anh. Và mình phải biết suy nghĩ, kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt anh à. Trên thị trường thì không là đồng minh thì là kẻ thù. Mình là cá bé thì mình phải bơi theo con cá lớn để cho mình không bị nuốt. Em phân tích cũng có lý đó. Đúng là người ngoài sáng suốt hơn anh chứ. Ok, mà anh sẽ làm theo lời của vợ yêu. Mệt quá. Anh. Ừ. Sao ông tự bển chạy qua lâu quá vậy? Xa. Xa gì mà xa. Rồi, hôm nay anh kêu em qua đây á để giới thiệu với em cái hệ thống thông gió của tòa nhà. Cũng còn vài bữa nữa mình qua đây rồi nha, thì em phải hiểu về cái hệ thống thông gió hoạt động thế nào. Dạ. Cái chủ trương của anh á là không có mở xuyên công tơ có máy lạnh nha, nó sẽ rất có hại cho người tập. Dạ. Nó sẽ tạo cảm giác ngột ngạt, cảm giác hầm, cảm giác bí, thậm chí tập nó yếu nhớt mà không ra được mồ hôi thì nó sẽ gọi là nó không tốt trên mặt quan điểm thể lực. Do đó thì công ty cũng đã thiết kế ra phải thiết kế mà nhờ người ta thiết kế ra cái hệ thống thông gió này. Nó gồm có như đây nè. Cái hệ thống này nó sẽ cung cấp khí tươi ở trên sân thượng. Hút hết khí tươi sân thượng này thả vô mấy cái phòng đó. Rồi xong rồi nó sẽ có một cái hệ thống hút, hút ngược lại các khí CO2 từ ở trong những cái phòng đó thả ngược qua đây. Được chưa? Vậy thì khi mà chúng ta tập luyện á thì chúng ta cần phải mở hết cửa trời. Nhớ nha, cửa nó có cái cửa trên và cửa kéo, mở hết ra, chốt chặt lại. Rồi, thì để cho không khí ở ngoài nó đi vô. Xong rồi kết hợp với cái hệ thống này nữa đó, thì cái gym center của mình không bao giờ bị thiếu khí cả. Rất là thoáng, rất là max, squat bảo đảm là tăng khối lượng, deadlift bảo đảm là câu. Cái hệ thống này nó có những cái CB công tắc ở những cầu thang rồi. Đó, thì chút xíu xuống dưới em liên hệ trên thầu điện ở dưới đó, nó sẽ hướng dẫn em cách sử dụng, cách vận hành. Thì anh chỉ nhắc em thôi. Lâu lâu lên đây thì cho anh em nó vệ sinh này. Nhiều khi xui xui nó hút chim vô luôn. Đó, thì em phải vệ sinh mấy cái quạt này gì đó. Vậy thôi. Dạ rồi. Ừ, hiểu chưa? Hiểu. Rồi qua đây, anh giới thiệu em tiếp hệ thống khác. Ở đây là cái hệ thống máy lạnh của khu vực nhà vệ sinh.
các tầng tập sẽ có tầng 2 là tầng có khu vệ sinh VIP của công ty hay là của tòa nhà dành riêng cho khách hàng, dành riêng cho học viên nha. Và các bạn cũng có thể đi vệ sinh khu vực đó, tất nhiên các bạn sẽ có vực vệ sinh khác. Thì cái hệ thống máy lạnh này là hệ thống Manti nè. Manti tức là sao? Tức là khi mà em mở á, em mở cái máy lạnh ở bên phòng của nam á, thì phòng nữ nó sẽ mở luôn. Thì khi mà tụi em vô làm á là ca 7 giờ cho tới 22 giờ tối đúng không? Thì 2 ca thì cái thằng mà 7 giờ sáng nó vô nó mở máy lạnh lên. Và đồng thời cái thằng 22 giờ đó có phải nhiệm vụ nó tắt. Thì hai cái hệ thống thông gió và máy lạnh ở đây á, anh muốn nói á, là cái chuyện BT tụi em á là ngoài việc mà dạy khách phải việc gọi là mình chú ý sử dụng cái thiết bị của tòa nhà cho nó hợp lý và sử dụng bảo quản thiết bị đó. Cửa hồi nãy nhận mở đúng không? Thì ca tối về là phải đóng hết. Nó phải đóng hết. Và thông gió phải tắt hết. Máy lạnh phải tắt hết. Tạ tiết phải gọn gàng. Đó là cái quy định của tập thể BT thì em giờ truyền đạt lại cho em. Để sau này em gặp lại tụi nó thì em phổ biến lại nha. Nhớ nha. Cái máy lạnh của mình không ít đâu. Rất là nhiều. Còn giả bên kia nữa kìa. Em. Thật vậy thì á, như mà khi khách hàng vô đây hỏi á, hỏi ủa sao phòng gym có máy lạnh không? Thì anh tự tin rằng em có đủ kiến thức và đủ cái khả năng lý luận để nói cho khách hàng hiểu về cái giá trị của THL Gym Center. Giá trị không phải nằm ở cái máy lạnh vài trăm triệu bạc, mà giá trị nằm ở chỗ cái hệ thống đã được xây dựng từ khi mà anh Duy Nguyễn đặt cái nền móng đầu tiên, đổ từng mét bê tông đầu tiên ở dưới hầm kìa. Yeah. Rồi qua đây vấn đề cuối cùng. Đó. Đây là cái cầu thang để mà đi lên cái bồn nước bên kia kìa. Nói về hệ thống nước của tòa nhà đó, thì cái bồn đó là 3.000 lít. Ở trong hầm sẽ có một cái bồn khác 3.000 lít, là 6.000 lít. Rồi sẽ có một cái hầm nước 40.000 lít đó. Thì anh nói như vậy để cho em hiểu là hệ thống nước của mình rất là nguy hiểm, mà rất là lớn, để chúng ta có thể khai thác và sử dụng tối đa cái hiệu năng của nước. Trên đó đó có cái bồn nóng lạnh đó. Thì anh nói cái chuyện này ra nhiều khi nó xui thôi. Coi cái CB hay là cái máy bơm lâu lâu nó xui á, thì nó kéo phao. Nhiều khi BT cũng cần phải kéo phao đó, chứ phải BT phải chỉ người ta không đâu em. Rồi cái hệ thống nước năng lượng mặt trời đó, nhóm máy trục trặc á, thì em phải phối hợp với anh em để sửa được thì sửa, giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết thì phải đi kêu cái đội cứu hộ nước để người ta giải quyết phục vụ nước nóng. Tại vì những cái phòng tắm trong đó đó là những cái thiết bị vệ sinh rất là cao cấp, hệ thống nước phải sạch. Và anh nghĩ là học viên sau này nữ sẽ rất là đông, mà nữ họ yêu sạch sẽ mà họ sẽ tắm nhiều, họ tắm nhiều thì mình phải cung ứng cho nó được đó. Và nhiều khi họ yếu người hay là khác, họ không dám tắm nước lạnh, mà có những tiểu thư người ta quen tắm nước nóng thì chúng ta phục vụ cho nó tốt. Đó, hệ thống nước ở trên đó nha. Cầu thang mình cứ leo lên bình thường đi. Ép rồi không sao đó. Không. Rồi còn một cái vấn đề về nhân sự nữa. Thì anh nghe phản ánh lại á là chỗ một giây. Cái chỗ của thằng đó thì nó hình như nó thực tập, nó thực tập chưa được 2 tháng. Nhưng mà em thấy là nó làm việc được không? Nhưng em thì đây làm việc đó, em luôn muốn mọi người gắn bó. Thứ nhất là họ thích cái câu là thứ hai là mình làm việc với họ thời gian rồi thì mình có tình cảm chứ không phải là không. Nên mình muốn quý mọi người thôi. Thì anh nhận được phản ánh của thứ nhất là khách hàng, thứ hai là của quản lý nhân sự, đó là thái độ và cái cách làm việc của Say nó tương đối rất là tốt. Thì qua đó anh cũng suy xét quyết định là thôi cho dây hợp đồng chính thức trước thời hạn. Đó, thì nhận được cái tin này thì em gặp bạn thông báo. Nhiều khi anh đi tùm lum anh không gặp nó đâu, em gặp bạn thông báo cho nó mừng nha. Rồi thôi, công việc của anh còn rất là nhiều, thì em ở đây em cứ thưởng lãm là cái vấn đề nãy giờ trình bày, rồi kêu anh em nó mở thông gió lên để trải nghiệm thử đi. Rồi. Anh xuống dưới anh lo mấy team khác nữa. Vậy nha. Alo, coi có ai dưới kia mở cho mấy cái quạt giùm anh cái. Quạt không gió á.
chết cha, biết cắt ra muốn nổ trời, nổ hết con này chứ anh chị nó còn luôn. Ây da, anh làm gì đây? Dạ, em sửa. Sửa mắt. Sửa hả? Dạ. Em lắp gác lại, nhìn nó tối quá. Anh ảnh đi về quê rồi, ảnh dự đám cưới bồ cũ. Giờ ảnh bàn giao để em có tài xã nè. Để em biết tính lý xử lý sao nè. Không biết xử lý sao nữa nè. Không biết xử lý làm sao mà cái để nó hầm bà lằn vậy hả? Cửa đường cửa mà tủ đường tủ hả? Héo ra gì để cho đâu hả trời? Héo ra giờ em nghiên cứu lắp ráp anh ơi. Nghiên cứu lắp ráp vậy nghiên cứu được chưa? Thì nó rối quá à, nó rối mùi xù nhù á, vợ nhiều quá. Em có biết này là gì không? Dạ không. Cái này là trung tâm điều hành dữ liệu cao cấp của BBT Building. Tất cả những cái vấn đề về an ninh, về kỹ thuật số, về điện toán đám mây, về dữ liệu, về số liệu, trong đó có số liệu của em nữa. Tháng này doanh thu mới có 1 tỷ 1 bị đặt sầu sậu hả mày? Hả? Tháng này nó hơi nhiều lobo công chuyện nha mày. Gặp ba thằng như mày là được có 3 tỷ 3 à. BBT chắc sống bằng niềm tin quá. Doanh số một đứa nó rồi mèo mèo phải gần 1.5 tỷ mới ra giang hồ. Còn thiếu 400 triệu đó, anh không biết số liệu này nhưng mà trưởng phòng kinh doanh mới báo cáo cho anh. Trong giai đoạn này anh đang lu bu giữa hai nơi. Một cái là chỗ cũ, một cái là cái building mới mà đang trong giai đoạn hoàn thiện. Và cái vấn đề công nghệ thông tin đó là vấn đề phải đi đầu, cho đó anh mới giao cái trọng trách này cho thằng Âm. Nó ngồi rồi nó lo. Nó thuê đâu 4-5 thằng kỹ sư ở ngoài về đây ráp được cái hệ thống này xong rồi đầu nó bóc khối nó đi hết rồi đó. Ôi, cái hệ thống mạng của mình nó cực kỳ phức tạp. Mà dây nhợ em để lung tung như vậy rồi làm sao em mốt tụi nó biết đường mà tụi nó chia, tụi nó nói, tụi nó đáp lại. Mình phải để cho nó khoa học chứ, cái này nhìn giống như cái tủ rác chứ không phải giống như cái tủ rác. Nghe. Rồi còn nữa này trời ơi. Dây gì đâu mà nó nói băng keo từ đưa hết. Rồi biết cái này cái gì vậy? Dạ không. Cái này là cái ổ đá. Ổ đá này giúp mình đi tiền cái không? Mà em để cái ổ điện có 100 mấy chục ngàn lên đầu nữa. Nổ mạch. Không có nổ mà nó chặt cái trái. Nó cái ổ điện này mà để cặp bên đây chứ cái ổ rắc của mình có một cái khe cặp mà cặp cái ổ điện này nó là để giống như cái ổ bên đây nó là chuẩn nè. Còn em không biết cái tháo để hầm mà làm cái này chồng lên cái trái. Đó cái ổ điện nằm ở dưới nữa. Để là sao con này có cái gì cũng sợ không sao điện vậy. Không được em ơi. Cái này là ngày xưa đó, là anh học chuyên ngành công nghệ thông tin đó. Thì anh mới có kiến thức, có kinh nghiệm chia sẻ tụi em. Trời đất ơi cái gì nè. Đi mạng là gì nó để đầu cắt không nói nữa. Tụi nó về quê đó, nó cưới một mũ đấy rồi hả? Dạ, về giờ bàn giao lại trên cái đống này mùi xì rồi em biết xử lý cái sao vậy. Anh nhìn anh thấy cấm chóng mặt rồi đó. Nhưng mà thôi giờ nói chung là trình độ của em anh biết. Anh không cần nhân xử lý gì hết đó. Em lau sạch sạch mấy cái này là bụi nè, thấy không? Bụi nè, lau sạch sẽ, dây nhợ nè, mấy cái điện gắn quanh đây. Rồi cái cọng dây á, thì cột cho nó gọn gàng lại. Đóng cái nắp tủ lại. Đừng có để mấy cái điện chồng lên nhau của mày. Chết luôn cái ổ điện nè. Ở đây thì sơn nếu là có chừng mấy cái ổ điện rồi đó. Đó, phải có cái quạt. Rồi mở cái quạt, tụi nó thằng nào tắt cái quạt luôn rồi. Mở cho nó mát. Xong rồi đóng lại để đó. Tắt điện nguồn ngoài kia. Để cho thằng anh nó lên nó coi. Chứ em không biết mày chọc chọc cho mấy cái này nó hư. Nghe chưa? Rồi làm được không? Đơn giản thôi. Dạ. Không được xếp đồng nghe. Dạ tôi người xếp. Tôi cãi đi. Cho qua cũng là xử lý. Mình đi bán hàng. Sẽ thật là vô nghĩa nếu trái tim em không ở nơi đây. Anh tin rằng
mình đã chọn lựa đúng. Và anh cũng rất là tin em. Ủa, khuya rồi chưa ngủ nữa hả em? Anh còn đang ở văn phòng nè, chưa có về được nè. Chắc sáng mai mới về quá. Ngủ có được, ngày mai em tới công ty của anh nha. Thôi, từ từ. Chưa có đúng quy trình em. Cái gì cũng phải đúng quy trình hết, cá nó chết còn đúng quy trình đây. Nói huống hồ gì em đi làm. Quy trình là sao anh? Trời ơi là trời, quy trình là phải làm nhiều bước, em hiểu không? Mặc dù anh với em là có quan hệ tình cảm trước đây, nhưng mà bây giờ đi làm thì trong công ty còn có người này người kia. Anh là giám đốc, em phải làm cho nó nể mặt anh chút xíu chứ. Em phải đi mua hồ sơ, nộp hồ sơ, rồi này nọ điền vô và chờ ngày phỏng vấn, hẹn phỏng vấn, đạt yêu cầu, test tiết các kiểu, rồi mới được đi làm. Chứ đâu phải nói cái bụp là làm liền không em? Vậy nha, thôi ngủ đi, anh còn bận nhiều việc lắm nha. Ngoan đi, cái gì đã có đó nha em. Ờ, rồi, bye bye. Hứa, thích gì mua cho đó nha. Ừ. Em sẽ làm tất cả gì anh muốn. Em sẽ cho anh thấy năng lực và quyết tâm của em.